Xin chào tất cả mọi người nha, chào đại gia đình mình. Hôm nay đi qua nhà ông anh chơi, ông có trồng cái đám đậu cu que ngon quá nha mọi người, chia sẻ với mọi người tham khảo nha. Bây giờ có giá không anh? Giá giờ cũng đỡ. Đỡ hả? Đây nè, nhà ông đây nè. Đó. Cho em tham khảo tí nha. Chào. Mình đi vô chia sẻ mọi người nha. Cái vườn đậu que này ông anh cũng chia sẻ là ông thu hoạch cũng được khoảng 10 ngày rồi nha, 10 ngày 2 tuần rồi. Mà còn trái nè. Đi bê xác xác vô trong rồi. Nhà xem nè. Để cho cả nhà mình coi ở trên ốc nè, nó trái nè. Cái này hôm nay hái cũng cả 2 tuần rồi nha mọi người. Chứ nếu mà hôm bữa mình có lại đi chơi sớm thì quay với mọi người thì ngon. Mẫu mà nó trái dữ lắm, trái. Trái mà đẹp. Hôm nay thì hái nhiều rồi. Này đã ăn ra tới dàn nóc rồi cả nhà biết rồi. Quà tốt tâm luôn. Đậu que thì trái hơi nhỏ, hơi quay sát cho mọi người xem nha. Không lớn như đậu đũa đâu. Trái chùm chùm cục cục luôn nè cả nhà, ở dưới nè. Cá nhìn thấy hàm. Bò lên cái đầu cái le mà trái nè. Ở trong khúc giữa hồi nãy vừa mới xịt nha mọi người. Nó còn đang nhiều thuốc lắm. Mình để mình đi vô mình coi, chia sẻ với mọi người luôn. Đậu này cũng phải xịt sâu suốt nha. Ở đây hay được gọi là đậu cu que nha cả nhà. Không biết nơi khác thì cả nhà gọi sao, cu que hay cu que gì. Hái 10 ngày gần 2 tuần rồi nha mọi người mà vẫn còn đang đẹp nha. Trái xinh xê luôn. Đậu cu que thường thường là mắc lắm nha cả nhà, có giá lắm. Để trái thế hàng. Quá trời trái luôn. Chùm 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 chùm. Cầm một nắm cho mười mấy hai chục trái luôn. Trúng lắm. Coi nè, đặt vô coi, ở trong cái lùm này quá ra một lùm trái luôn. Một lùm trái này thôi là hái mệt rồi. Trái nhiều lắm cả nhà, thấy ham luôn. Hái cả 10 ngày 2 tuần gì rồi. Đây nè. Từng cái trụ ở ngoài cho mọi người thấy nha. Trái rất là nhiều luôn. Mình thấy cái le nào nó lên cũng nhiều hết. Ở bên mình thì chưa có trồng đậu cu que nha cả nhà. Đây. Đây cô xịt nha, cô nó đậu sắp tàn rồi nha mọi người. Mình thấy còn đẹp vậy. Cô nói là đậu sắp tàn rồi đó. Xịt bằng máy nha. Đang xịt thuốc nha cả nhà. Đó.
con nó đậu hái. Đậu hái sắp tàn rồi mà mình thấy rất là còn trúng nha. Hái mấy tuần rồi, 2-3 tuần rồi. Thôi chắc mình làm cái video ngắn chia sẻ đến mọi người vậy thôi nha. Mình qua đây mình coi cái gì. Máy sẽ còn motor điện luôn nha cả nhà, giống như bên mình luôn. Trời cũng sập chiều rồi mọi người, đây gần đường bê tông luôn. Hôm nay chia sẻ cái video trồng đậu cua que ngắn cho mọi người tham khảo thôi nha. Có gì giao lưu bên dưới nha cả nhà. Kết thúc video đây đi.